Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Easy chuyên bán lẻ cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Sức khỏe là vàng dược thảo PLS giúp quý vị sống vui sống khỏe sống trường thọ 189908319 princesslife.com Học khu Huntington Beach Union High School District free quay chiên cỡ vừa mỗi thứ sáu khi đặt mua trên McDonald's app tại tiệm McDonald's có tham gia. Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình cà phê sáng với Nhi Huyền và Lê Thái. Thưa quý vị, có bao giờ mà quý vị đi mua một con chó về nhưng mà sau đó thành nó khi mà nó lớn lên rồi thì nó thành một con gấu chứ không phải là con chó. Nhưng mà cái chuyện rất là hiếm khi xảy ra từ việc khi mà những đi mua nhất là những người như là Thái dành về uh, những Đông cái vật. con thú vật và về con chó như vậy thì không thể nào mà Lê Thái sẽ nhầm lẫn được và âm Lê Thái. Dạ vâng. Nhưng mà có một cái số người thì họ không có quen hoặc chỉ thấy nó dễ thương hoặc là đôi lúc đi mua những cái người mà họ buôn bán cái miệng họ rất là dẻo phẩm thư quý vị. Họ nói làm sao cuối cùng, nhất là bên phía châu Á nữa, họ nói mà làm cho mình tin cái lời nói của họ luôn. Thì đây là một trong những người cái bản tin này, rất là vui thưa quý vị, một gia đình ở cái vùng xa xôi ở Trung Quốc đã nhận nuôi một con chó con nhưng mà khi phát hiện ra hai năm sau đó thì nó là một con gấu sư dung người trong sống trong một ngôi làng của thành phố Cô Minh ở tỉnh Vân Nam đã mua. Cô ấy nghĩ rằng đó là một con chó uh, Tapien uh, Mastiff tiếng Việt dịch ra là chó ngao Tây Tạng đó thưa quý vị. Nhưng mà trong cái kỳ nghỉ của năm 2016 nhưng mà khi con chó nó cứ lớn lên lớn lên thì nó to như một con gấu như vậy mà cái mặt nó của quý vị cái mặt này mặt này là mặt gấu chứ không thể nào mà nói mặt chó được và chủ sở hữu cho biết cô ấy lập tức đã bị ấn tượng với cái ăn mục nó ăn rất là nhiều Một con chó thì không thể nào ăn nhiều được nó ăn một hộp trái cây hai xô mì mỗi ngày thì làm sao một con chó mà ăn quá nhiều vẫn thưa quý vị và hai năm trôi qua con thú quân cưng của cô gái này đã lên tới mức 250 pound và ngày càng lớn và càng to rất là nhiều chờ làm cho cô ấy hoang mang và cũng là sợ, sự nghi ngờ này càng tăng lên và chủ sở hữu này họ đã đi mời những người thú y về thì những người này họ nói đây là một con gấu ở bên gấu đen của châu châu Á và nó nó cũng có cái tính cách rồi rất hung dữ. Câu chuyện kỳ kỳ lạ này lần đầu tiên đã được đưa lên tờ báo ở phía bên cái vùng xôi, uh, xa xôi của Trung Quốc như vậy và một con gấu đực châu Á trưởng thành hoàn toàn được gọi là gấu Himalaya. Con gấu này mặt trăng nó nặng nó có thể nặng tới 400 bao rất là to nên khi người ta đi tới để mà đưa con gấu này vô trong uh, trong khu uh, thú vật trong khu những người mà bảo vệ thú vật và nuôi những cái con gấu này thì họ cũng phải rất cẩn thận không thôi nó sẽ giết và cái cứu hộ động vật hoang dã và các nhân viên khi mà tới thấy cái con gấu này họ rất là sợ hãi thưa quý vị để mà đưa nó về vậy mà cô gái để trong nhà nuôi như vậy có một video quay uh, theo uh, vào năm hai vào năm 2022 họ đã đưa đưa đến cái con gấu này cái hình đại thưa quý vị mà nó càng lúc càng to như vậy bây giờ từ vì nó ở trong cái lồng này là nó ở trong cái khu vực mà uh, bảo vệ những cái con thú vật trong một trong một sở thú ở trung quốc rồi và các nhà uh, những nhà mà họ nuôi cái con gấu bên đó thì họ nói con gấu này hiện tại có một cuộc sống rất là lành mạnh nhưng được uh, chăm sóc rất là kỹ càng thưa quý vị ờ, khi mà lộn giữa con gấu với con chó như thế này là em thật sự là Ờ, em nghĩ là cô là một người thiếu kiến thức về động vật tại vì ừ. nếu như mà chúng ta ăn con gấu từ nhỏ mình đã nhìn mình biết rồi ừ. mà có lẽ là cô không biết mà nuôi đến 2 năm trời cho ăn như vậy lên đến 400 kg mà hoàn toàn không biết con con ngao tây tạng chỉ có là khoảng từ 130 cho đến 160 kg thôi nha quý vị và nó nó sồ sề nó bự cũng giống như là con sư tử vậy nhưng mà là do cái bộ lông của nó nhìn nó ngầu thôi chứ ừ. thực sự là nó không có mập đến hơn 200 kg đâu mà riêng cái con gấu này nó đến 400 kg mà không nhận ra hai oh năm goodness. lần là quá lâu đúng không nó đó. không ăn thịt cô đó là mai lắm rồi đó <laughs> à, cái thưa quý vị à, đối với một cái à, gia đình như lê thách cũng hay đưa đến quý vị một cái những cái thông tin về à, tài sản mà di chúc hay là gửi, để lại giữa à, ba mẹ ông bà cha mẹ để lại cho con cái những cái bản tin khắp nơi trên thế giới thì à, theo chị như huyền thì chị như huyền nghĩ rằng là giữa cha với mẹ đó thì ai ai sẽ là người cái dễ để dễ giống như là người ta dễ dàng hơn trong việc mà để cái di chúc lại cho con thí dụ như là chuẩn bị sẵn một cái tinh thần nào đó nghĩ đến cái việc mà xa xôi mình phải để lại cái di chúc cho con thì người nào sẽ là người mà uh, phát hiện ra là mình nên làm cái điều đó cho con mình sớm hơn giữa cha và mẹ cũng khó nói chị... mà đa số hầu như là người mẹ người mẹ người mẹ nghĩ xa hơn người mẹ lúc nghĩ xa nào cũng hơn. nghĩ để bảo vệ cho con những cái gì chuyện xảy chuyện nào xảy ra với mình dạ vâng và ngày hôm nay lê thái đưa đến quý vị một những cái thông tin rất là vui thưa quý vị vui bởi bởi vì sao nó hoàn toàn khác với những cái gì mà chúng ta nghĩ khác với những gì chị như Huyền nghĩ lê thái cũng nghĩ như vậy mà thật sự không phải à, thường thì người ta nói rằng là các ông bố thường trao lại tài sản thừa kế cho con trước khi chết trong khi các bà mẹ chỉ làm việc đó sau khi bà qua đời thưa quý vị. Và theo nghiên cứu của Investor Watch của Hoa Kỳ cho biết rằng là báo cáo của ngân hàng đầu tư UBS là phụ nữ không chỉ nhìn vào gia đình khi nghĩ về tài sản của mình. Bà Mariana Amamu là người phụ trách tư vấn tại UBS giải thích rằng phụ nữ gia tài không chỉ mang ý nghĩa là trao tài sản cho thế hệ tiếp theo mà nó còn đồng nghĩa với việc là tạo ra các tác động tích cực đến cái cuộc sống của những người khác đối với con cái của mình chẳng hạn như là cách đầu tư của những người phụ nữ thường nhất quán với giá trị là cá nhân của họ như là họ quyên góp từ thiện giúp những người thực kế, khởi nghiệp hoặc là mua nhà. Nhưng mà theo báo cáo của UBS thưa quý vị thì chỉ ra rằng là phụ nữ có xu hướng nhìn nhận giàu có như một sự bảo đảm và tập trung để ổn định về tài chính đủ để mà theo đuổi cái lối sống riêng cho bản thân họ và người thân về lâu dài chứ không phải là nhất thời và cách họ để lại tài sản cho người thừa kế cũng rất là khác so với nam giới. Theo dẫn dữ liệu từ khảo sát Investor Watch năm 2022, báo cáo cho rằng là sự khác biệt giữa hai phái khá rõ rệt trong vấn đề để lại tài sản di chúc. À, người ta nói rằng là Phụ nữ thường chờ đợi và trao lại tài sản sau khi chết cho con và không muốn con cái lo lắng về sức khỏe của họ. Ngoài ra thì 44% phụ nữ lo lắng về tranh chấp xảy ra giữa những người thừa kế, còn tỷ lệ này ở đàn ông là chỉ 37% mà thôi. Và một nguyên nhân khác khiến nữ giới chưa vội trao tài sản khi còn sống là họ muốn duy trì cái sự linh hoạt và 63% phụ nữ cùng với lại 53% nam giới nhắc đến lý do này trong khảo sát của UBS. 66% phụ nữ nghĩ tới rằng là giới trẻ cần được hỗ trợ tài chính so với 61% đàn ông và họ cũng muốn hướng dẫn con cái quản lý các tài sản của mình. Mặt khác thì thưa quý vị, nam giới có xu hướng cho thừa kế tài sản trước khi chết vì họ muốn xem cách người thừa kế sử dụng tiền như thế nào. Và khác biệt không chỉ dừng ở lại tại đây. Theo một báo cáo, phần khiến phụ nữ không chắc chắn về tài sản có thể trao đi, họ không hiểu biết về những cái kế hoạch thừa kế trong tương lai. do đó họ nhận lời khuyên từ những cái chuyên gia hoặc là những cái nhà đầu tư hoặc là những người lập kế hoạch để mà sớm lạc một cái chìa khóa cho con của họ trong quan trọng khi mà người ta nhận những đứa con nó nhận số tiền của ba mẹ để lại. dù vậy thì phụ nữ vẫn có một cái ưu điểm so với đàn ông thưa quý vị đó là trao đổi về chuyện tiền bạc với gia đình thoải mái hơn và sẽ là giúp xử lý những cái lo ngại như là xung đột thừa kế hay là những cái kỹ năng tài chính của con mình. và đây là những cái chi tiết cuối cùng là phụ nữ thường sống lâu hơn và thừa kế tài sản từ những người đàn ông do đó thì à. người, những người phụ nữ này họ có nhiều tài sản để cho đi hơn thành ra là họ càng càng khi những cái những, những cái công bố này người ta nghiên cứu thì phụ nữ càng sống lâu hơn đàn ông ừ. thì thường là người ta cho cái số tiền đó cho con cái khi mà người ta đã chuẩn bị chết rồi thì người ta mới ghi cái tài sản di chúc cho lại wow. không biết là chị như huyền có 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 chuẩn bị gì tài sản cho cho con cái con cháu con rơi con rớt chưa không chị như huyền để chị về chị hỏi ba chị có để lại cho chị trước không cái đã hả? chứ hiện giờ chứ em thấy tài sản chị cũng khá nhiều đó có thể là chị nhưng mà không có con cháu gì đó thì chị có thể ghi will lại cho em <laughs> trời thái khôn gì sao luôn các quý vị không là từ nhà em, em sẽ kêu chị bằng mẹ đúng không oh my God. <laughs> quá trời quá đất cả. càng nói vậy là càng tức không vì cho tiền. nữa còn kêu bằng mẹ vì, vì tiền mà dám nhận một người xa lạ làm mẹ của mình <laughs> Mình mặc đâu có là thế nào là mẹ đúng không chỉ, vâng, chỉ làm <laughs> chị thôi trẻ quá Just mà kidding. cảm ơn lời thái thưa quý vị uh, quý vị nào mà hay đi ở uh, cái uh, Pacific Park ở Santa Monica là cái khu công viên vui chơi và giải trí ở Pier Santa Monica thì hay đi cái roi gọi là Sea Dragon nhưng mà bây giờ cái Sea Dragon này sẽ là về hưu thì cái uh, thực, nó đã, cái Sea Dragon này nó đã phục vụ tới 12 triệu chuyến đi thì nó dài nó nặng 6.000 pound dài 26 feet màu xanh lá cây như quý vị cũng thấy ở trên màn hình rất là cổ điển và giám đốc tiếp thị phát triển kinh doanh của công viên này đã cho biết rằng là họ sẽ uh, chở cái cái tàu này đi tới uh, bằng cái chiếc SP62 dân sự ở uh, Black uh, Horse và sau đó sẽ tới nơi an nghỉ cuối cùng của cái con tàu này tại vì nó quá lâu và cũ rồi của viện bảo tàng Louis Missouri. Nhưng mà thay thay thế vào đó họ sẽ cung cấp một cái chuyến đi của Sea Dragon này một cái loại khác nâng cấp hơn, cao hơn với giá 1.5 triệu đô la để trải nghiệm và cái độ cao nó đi an toàn hơn cũng tương tự như vậy. Và nó có máy phát điện gió hệ thống phun sương để khiến người cảm thấy là họ đang cưỡi cái con rồng ra ngoài đại dương ở trên Santa Monica. Thì đây, nếu mà quý vị nào, những ai mà hay đi chơi ở Santa Monica hay quý vị ở những tiểu bang khác nào để mà thăm tới Santa Monica chơi thì hôm nay nó sẽ có một cái Sea Dragon, một cái ride mới hơn, tân tiến hơn để cho quý vị chơi. Vui thì vui mà sợ lên Santa Monica lắm tại vì em thấy là nó đông quá lúc nào cũng đông đông, hơn. đông, đông xe đông cổ đi bộ walking cũng mệt mỏi nữa mà lúc nắng nóng thì nóng quá chừng mình lạnh thì lạnh quá là nó tạnh ngay lắm. biển nha dạ vâng à, cảm ơn chị Như Huyền và kết thúc quý vị bản tin vừa rồi đã kết thúc phần 2 cà phê sáng của tuần Nhiên và Lê Thái xin quý vị hãy giữ màn hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo một số thông tin thương mại bảo trợ cho đây